Và trong đó bây giờ sẽ trả lời câu hỏi của phóng viên Mia. Ngày hôm nay mình đi picnic ở ngoài trời đó cả nhà. Mình lên mình tận Đà Lạt rồi mình trải đồ ra đây rồi mình phơi nắng. Wow. No. Tiếp là gì nữa? Em định tự tử hả? Rồi sao nữa? Đâu có. Em chỉ thấy anh kỳ công quá. Trong phim á là vậy là em với anh đứng chính giữa trái tim này nè, là em quỳ xuống cầu hôn em đúng không? Em thấy hoa, em là xứ ngàn hoa. Em thấy hoa nào cũng đẹp, không biết mà không bằng đẹp hoa của anh, hoa trái tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi thấy hoa đẹp không? Vậy thì câu Quốc Thành đến câu Đồng Ngân, em phải giải quyết hết cái miếng tự tử đi. Miếng tự tử là gì? Đâu có, em đâu, nè Quốc Thành rồi, em đang yêu cuộc đời mà tự tử gì? Rồi tiếp Phương lắm tay đúng đưa đâu lắm tay đúng đưa. Thấy hoa đẹp không? Đẹp không? Mình cặp đôi này dễ thương đúng không? Để tiếp gì đó. Cả nhà thấy không? Phim nào chồng cũng dành cho anh Khương một cái vai ấn tượng hết trơn. Phim trước cũng vậy mà phim này là vai anh càng dễ thương. Rồi đến cái qua thứ anh cũng hợp. Rồi qua đó cho đến gì nữa? Bánh luôn rồi, thầy chào. Bác anh bây giờ mình, bây giờ anh quỳ xuống cầu hôn đi, em dẫn em đi đi, rồi mình chấp tiệc. Thấy bánh ngon không? Bánh ngon không rồi, miếng nó bánh rồi, xong cái gì nữa? Dạ muốn, dạ muốn. Bây giờ anh sẽ quỳ xuống cầu hôn đi, em dẫn cho em đi. Rồi mình chấp tiệc. Ăn bánh. Hả? Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi cho mấy nhát rồi. Tại sao anh? Là hai cái nè. Tại sao? Lại vậy luôn hả? Cái này của em. Rồi chuẩn bị. Rồi. Cái này là anh Khương anh thấy em không? Anh bày cho người ta. Anh bày mấy cái này để cho người ta tỏ tình. Không ra cái bộ của ông tưởng không ông bị thiệt à, ông tỏ tình hả? Quay chạy. Đi coi chuẩn bị coi quay đi quay lại nhiều lần cho rồi.
nước phải không ta? Đâu quá. Nhiều. Nhiều. Ấy trời. Từ từ, chưa. Gió nó lái quá. Quá này chạy. Diễn. Thank you.
quá là cầm cặp già. Không diễn nhau không có cảm xúc. Buồn quá à. Không cầm của chị nghiêm túc mà nó cầm này nó xàm mới mất cười. Mà nó to lên chứ ai má thoại cái gì nhỏ xíu vậy. À sao bà thoại nhỏ vậy. Đâu cái này nó lớn lắm luôn á. Thôi có mình ông âm thanh nghe cho bà nghe đâu. Em ăn được rồi còn thả cho em. Sao em không làm được với nó ta? Anh đúng không? Anh là cái người gọi tôi không làm, em cho chị không làm được giống như em ta. Cái này là cái nét kim mà tao quá cho tăng tặng cho em nha chị. Mà tặng hơi nhiều. Nó bị kỳ lâu rồi. Tặng hơi nhiều, tao quá tặng cho Nam Anh nhiều quá. Tôi muốn xỉu rồi. Trong cái cặp này ăn quá. Tôi trên cặp này ăn quá. Để cho mọi người diễn nha cả nhà. Đây là một cái cảnh rất là dễ thương của Nam Anh với đàn cước dừa. Còn Tâm với Hiếu là vô sau nữa à. Bây giờ thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã coi hậu trường của tập này là tập mấy rồi ta? Mấy sáu. Đây là hậu trường của tập 6 nha cả nhà ơi. Cả nhà nhớ ủng hộ và tiếp tục coi phim để ủng hộ nha. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha.